Rồi, cặp mã số 5 nha anh em. Chống một cái mốt nha, mái một cái yếu. Chống này cái mặt, cái dáng của nó nhìn rất là cân nha. Cân lắm. Mái nha. Cặp này thêm để giá 2 triệu nha anh em. Cho anh em là hơi yếu lúa chút ha. 2 triệu bao phí ship luôn. Ở đâu em cũng ship hết á, yên tâm. Cà Mau hay là Kiên Giang, Hà Tiên, chỗ nào cũng ship được hết nha. Yên tâm chuyện đó. Chuyện ship sọt là cứ yên tâm, để em lo hết cho. Con trống này em thấy, nếu mà riêng em thấy con trống này em rất là thích. Body nó rất là giống gà nọc. Tay gân lực. Mà nó hơi nhỏ chút thì em để giá 2 triệu ha. Mã số 5. Mấy con giáp này nha, là phải tới mùa thứ hai á, bắt đầu anh em nhìn gà nó mới đẹp. Còn cái mùa đầu á, nhìn nó không đẹp lắm đâu. Đó, dáng nha. Thả vườn dễ nuôi cực kỳ. Con mái này chắc chẳng đẻ, hơi nhỏ ký á, con này tầm ký 7 thôi. Hút đàn luôn nha. Cắm sạch sẽ nha anh em. Cắm này cắm sạch sẽ hết á, đẹp lắm. Em lựa qua rồi em mới để tới cho trời chút bán cho anh em. Em tính để lớn á, nhưng mà có nhiều anh em người ta cũng muốn nuôi gà gọi là từ nhỏ lên cho nó có cái gì đó, mình có cái thú của mình á. Rồi, nhanh còn lẻ ha. Giá 2 triệu. Rồi, chào anh em.